những người hâm mộ là hãy luôn sát cánh cùng đội tuyển và thưa quý vị và các bạn, giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen ra đời với mong muốn là sẽ thay đổi diện mạo cho xe đạp Việt Nam, đồng thời tạo nên một giải đấu uy tín nơi mà những cua rơ Việt Nam có thể tham gia tranh tài cũng như là tích lũy học hỏi kinh nghiệm. Và với mong muốn đó thì ngay trong lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, năm 2016, đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đáp lại cái tình cảm người hâm mộ dành cho đội tuyển. Làm rất kỹ những trận đấu của đội tuyển với số lượng khán giả đông đảo theo dõi cũng như cổ vũ giải đua, và đồng thời thì thông qua giải đua thì hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam cũng được quảng bá rộng khắp và được tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ công bố và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2017. Trong lần thứ hai được tổ chức thì giải đua tiếp tục mang tới một sân chơi ý nghĩa cho thể thao Việt Nam nói chung và cho những người hâm mộ môn đua xe đạp nói riêng với rất nhiều những bước đột phá mới. Cuộc đua năm nay quy tụ 7 đội mạnh trong nước và 5 đội đua quốc tế trình độ cao, mở ra cơ hội tuyệt vời để các vận động viên giao lưu, cọ sát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam vươn tầm quốc tế. Ngoài ra giải cũng nâng số chặng đua từ 10 lên 14 chặng, với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước. Phần thưởng cũng rất hấp dẫn với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ban tổ chức cũng sẵn sàng tiếp thu những chia sẻ đầy sôi nổi của các huấn luyện viên và báo chí nhằm hoàn thiện công tác tổ chức giải đua, góp phần tạo nên bầu không khí hứng khởi cho một giải đua có sự đầu tư quy mô về nhiều mặt. Chúng tôi kế hoạch chúng tôi đã lên rồi, đó là 4 chặng đua ski ở thủ đô Hà Nội, ở Nghệ An, ở Quảng Nam và ở Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ làm truyền hình trực tiếp với những trang bị, những thiết bị kỹ thuật được chuẩn bị kỹ càng. Và đợt này nếu mà cái giải này mà 5 đội nước ngoài qua thì coi như một đây là một cái giải quốc tế giống như chúng ta đi ra nước ngoài thi đấu. Thì tôi nghĩ là nếu mà được tổ chức thường xuyên vậy thì cái sự cọ sát và cái sự chuyên môn quá của từng vận động viên trong đội và cả lãnh đội luôn, tôi nghĩ là cái thành tích sẽ xe đạp Việt Nam của chúng ta sẽ nâng lên rất là tốt. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2017 hứa hẹn sẽ là một sân chơi thể thao lành mạnh, chuyên nghiệp, ý nghĩa và nhân văn. Điểm hẹn không thể thiếu của những người yêu xe đạp. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ vào lúc này thì sự kiện thể thao đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất cùng